Cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn đang rất căng thẳng. Nga đã cho đoàn quân của mình bao vây Kiev. Nếu chính quyền Ukraine vẫn còn chưa đầu hàng và đàm phán, thì một cuộc tổng tấn công san bằng là điều chắc chắn. Đứng trước sinh mạng của bao con người, đại tướng quân đội Ấn Độ, người hùng của chiến tranh Kargil Gaganzeev Bakshi đã đưa ra câu trả lời đầy đủ về tình hình ở Ukraine như sau. Xin lỗi nhưng đây là một hành động vô cùng trái đạo đức của Hoa Kỳ và toàn bộ phương Tây. Đầu tiên là huấn luyện Ukraine để đối đầu với Nga và sau đó nói chúng tôi sẽ không đến để giải cứu. Chúng tôi sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt. Bây giờ họ đang nói được rồi, chúng tôi sẽ gửi Stingers và Javelins nhưng đây đa số là vũ khí phòng thủ. Kết quả là đã quá muộn để làm điều gì đó, chiến tranh đã xảy ra rồi. Những vũ khí này được chuyển kiểu gì? Thông qua các cảng biển, Nga phong tỏa tất cả các cảng. Chúng không thể được vận chuyển bằng đường hàng không S-400 và S-500, sẽ đập tan mọi thứ. Vẫn tuyến đường bộ nhưng ngay khi hàng hóa đi qua biên giới Ukraine, chúng sẽ bị ném bom. Có nghĩa là tất cả những điều này chỉ là một nỗ lực của phương Tây nhằm trì hoãn kết thúc chiến tranh trong nhiều tháng, nếu không muốn nói là đến cuối năm. Tất cả những điều này sẽ giáng một đòn khủng khiếp vào nền kinh tế toàn cầu, vốn vừa mới bắt đầu phục hồi sau đại dịch. Giá dầu đã trên 100 đô la và tiếp tục tăng. Đây sẽ là một thảm họa kinh tế cho toàn thế giới và đây là điều mà phương Tây đang tìm kiếm. Họ muốn chiến đấu với Nga, đến người Ukraine cuối cùng ư. Đối với tôi, điều đó là vô đạo đức. Đây là một cuộc chiến không cân sức. Đúng vậy, mọi người sẽ chiến đấu vì bản thân và quê hương của họ. Nhưng sự thật là, cuộc chiến đã diễn ra ở thủ đô Kiev. Nó chỉ là một vấn đề thời gian và nếu bạn muốn trì hoãn việc kết thúc cuộc xung đột thì ở mức độ nào? Và điều này có được thực hiện vì lợi ích của người dân Ukraine? Nếu mục tiêu của Nga là phá hủy lực lượng quân sự của Ukraine thì họ sẽ làm được. Đừng nghe các báo cáo của CNN và BBC nói rằng Zelensky đang chiến thắng trong cuộc chiến. Quân đội Nga đã ở Kiev. Nếu xe tăng Ấn Độ đến được Islamabad, bạn có nghĩ rằng Pakistan đang chiến thắng? Chúng ta cần phải thực tế hơn trong việc tìm hiểu tình hình quân sự. Việc NATO huấn luyện Zelensky trở thành người Ukraine cuối cùng tham chiến với Nga là vô nhân tính. Ai sẽ bị thương? Ai đang đau khổ bây giờ? Người dân Ukraine, xe bọc thép và máy bay bị phá hủy của ai? Người dân Ukraine. Tôi không nghĩ điều này sẽ tiếp diễn lâu hơn nữa. Bao nhiêu đó là đủ rồi. Phương Tây chỉ đang cố gắng kéo dài sự thống khổ của Ukraine, truyền cảm hứng cho nước này để chống lại Nga với sự trợ giúp của các bảng quảng cáo có người đẹp vũ trang. Điều này trước hết là không công bằng đối với người dân Ukraine. Thật không công bằng khi thuyết phục dân thường tấn công xe tăng. Người Nga cố tình kiềm chế các cuộc tàn sát, nhưng họ có thể tổ chức một cuộc tấn công tàn bạo. Hãy nhớ Thế chiến 2, hãy nhớ Chechnya, thậm chí cả Afghanistan, chúng có thể rất khắc nghiệt. Chúng tôi rất ngạc nhiên là cho đến nay chúng tôi không thấy bất kỳ bằng chứng nào về các vụ thảm sát. Mặc dù pháo binh Nga đang hoạt động, các cuộc không kích lớn đang diễn ra, nhưng họ chỉ thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu để tránh tổn thất đến người dân. Cần thiết phải sơ tán dân thường, nhưng họ, chính quyền Ukraine, không để họ rời đi. Họ thuyết phục cư dân tấn công quân đội Nga. Hãy nhìn xem, đây là lòng dũng cảm. Vâng, tôi hoan nghênh và tôn trọng lòng dũng cảm. Nhưng theo quan điểm của giới lãnh đạo Ukraine, việc cố tình kích động một trận chiến không cân sức là vô đạo đức, bởi vì nó sẽ chẳng gây ra gì khác ngoài sự hủy diệt. Bạn có nghĩ rằng Nga không có cơ hội chặt đầu lãnh đạo Ukraine? Các bạn cứ Google một lúc là ra điều gì ngăn cản Nga theo dõi tín hiệu và cử lính tấn công tiêu diệt Zelensky. Nhưng họ vẫn chưa làm. Tại sao? Bởi vì mục tiêu của họ là tiêu diệt hoàn toàn quân sự của Ukraine. Đó là mục tiêu chính của họ. Có thể thay đổi chế độ và Zelensky vẫn có thể là người đứng đầu đất nước sau khi kết thúc chiến dịch. Nó sẽ là hợp lý cho Nga thay vì đưa người của họ đến Kiev trên một chiếc xe tăng. Các bạn, trên đây là lời phân tích của Đại tướng quân đội Ấn Độ. Bạn nghĩ sao về lời giải thích này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.